Rồi, hello hai đứa. Hôm nay cho bọn mày ăn mía nha. Cái Kichi ơi, mía nha. Rồi, cái nào, ăn không? Kimchi. Kimchi hỗn quá. Cái ăn mía không? Cái nào, mía nào, ăn đi. Cô gái không ăn, nhai tí thôi phát đi, không ăn à? Cô gái, cái bà này bà lăn lộn bà ăn, ăn kiểu gì ấy, kim cái không ăn nào cái. Kim chi có phải thích ăn này. Cô cái nhìn đi đâu đấy hả? Không ăn mía à? Cô cái rất là thờ ơ hững hờ. Kim chi ăn đi, kim chi nào, kim chi nào, đến đây. Ăn xong còn toàn bã ra, nhả bã ra như đúng rồi. Ăn hết chưa? Đây này, kim chi này, đây này, con này, kim chi này. Đây này. Nhai cho sạch nước đi. Mình biết này, kiểu nó hơi ngọt mát và ai thích. Củ cải thì không thèm ăn. Không ăn nữa, kêu chia thôi nhá.